Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Trong bản tin chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Huyện Krông Búc sơ kết 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Dịch bệnh truyền nhiễm đang diễn biến phức tạp. Xây dựng môi trường giao thông an toàn. Mỹ tăng cường quan hệ với khu vực Trung Á. Các nước kêu gọi giảm căng thẳng ở Nagorno-Karabakh. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Giai đoạn 2018-2022, ngành nông nghiệp huyện Krông Búc tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện. Tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 10.603 tỷ đồng. Tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp tương tự 3,97% đến 6,13% trên năm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 là 42 triệu đồng trên năm. 5 năm qua, huyện Krông Búc đã triển khai xây dựng 74 mô hình về ứng dụng khoa học và công nghệ, cơ giới hóa giống cây trồng vật nuôi mới. Diện tích cây cà phê khoảng 20.798 ha. Mô hình cà phê sen canh với các loại cây ăn trái đã cho hiệu quả kinh tế cao so với trồng thuần. Ngày 20 tháng 9, huyện Chư Quynh đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, toàn huyện có 57 trường học các cấp với 1.624 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 22.231 học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ 3 đến 5 tuổi ra lớp đạt 87,2%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,9%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,7%. Bên cạnh đó, công tác giáo dục thường xuyên, giáo dục học sinh dân tộc, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, công tác thư viện trường học được quan tâm thực hiện. Toàn huyện hiện có 31 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 53,56%. Triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và viên chức quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đảm bảo hoạt động giáo dục, tăng cường giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Tại hội nghị, đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong năm học 2022-2023. Huyện Krông Bông cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Krông Bông đã đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và thực hiện chủ đề năm học đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. 15 trên 15 trường mầm non xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2, đạt tỷ lệ 100%. 8 trường xây dựng môi trường tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện Krông Bông tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, dạy và học. Thực hiện hiệu quả chủ đề năm học 2023-2024, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. Ngày 20 tháng 9, Ủy ban nhân dân xã Chư E Vi, huyện Chư Quynh đã khai mạc hội thi ẩm thực, văn nghệ thể thao chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập xã, 30 tháng 10 năm 1993, 30 tháng 10 năm 2023. Tại hội thi, hơn 200 vận động viên, diễn viên, quần chúng tham gia tranh tài các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao như bóng chuyền nữ, bóng đá nam, cầu lông, thi văn nghệ ẩm thực. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm nhằm ôn lại quá trình thành lập và phát triển của xã, khẳng định biểu dương những kết quả đạt được của xã Chư E Vi trong 30 năm qua, từ đó tăng thêm niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân và sự lãnh đạo của đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất của vũ động viên cán bộ nhân dân trên địa bàn, phát huy thế mạnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm xây dựng xã Chư E Vi ngày càng phát triển. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện E Hà Leo vừa trao tặng 2 tấn gạo cho người dân ở buôn E Tiêu, xã E Tý. Xã E Tý là xã đặc biệt khó khăn ở huyện E Hà Leo.
Trong dịp này, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 2 tấn gạo cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Buôn E Tiêu, mỗi hộ 50 kg gạo với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Đồng thời, bàn giao cho công an huyện Ea Leo 3 tấn gạo để trao cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đang diễn biến phức tạp, nhất là dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng. Bệnh sốt xuất huyết, số ca mắc ghi nhận trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk với số mắc khá cao, đặc biệt trong tháng 7 và 8, qua điều tra chỉ số vector truyền bệnh ở các địa bàn trọng điểm tăng cao. Bệnh tay chân miệng đến thời điểm hiện tại đã có hơn 1.200 ca mắc bệnh với 3 trường hợp tử vong. Bệnh đau mắt đỏ toàn tỉnh ghi nhận hơn 10.000 trường hợp nhiễm bệnh. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, nhất là trong thời điểm học sinh tựu trường, ngành y tế đã phối hợp với ngành giáo dục chỉ đạo hướng dẫn các trường học trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đối với các đơn vị y tế và các xã huyện thực hiện điều tra chỉ số vector truyền bệnh và thực hiện phun hóa chất diện rộng trên địa bàn toàn thôn xã theo kế hoạch đã được Sở Y tế phê duyệt. Từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột được hơn 1.265 tỷ đồng, bằng gần 47% dự toán giao cả năm, trong đó thu thuế phí và lệ phí trên 724 tỷ đồng, bằng gần 74,3% dự toán tỉnh giao, thu biện pháp tài chính trên 500 tỷ đồng bằng 30,9% dự toán giao. Kết quả này cho thấy, tổng thu ngân sách hơn 8 tháng qua trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đạt thấp so với kế hoạch. Một trong những nguyên nhân là do nguồn thu từ thuế bất động sản giảm mạnh. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất số thu trong năm 2023, Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục triển khai các đề án chống thất thu như thu hồi nợ động tiền sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản tư nhân, tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế, quyết liệt thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông trước cổng trường, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các trường học, nhất là các điểm trường nằm dọc hai bên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao. Đây là buổi tuyên truyền giáo dục về trật tự an toàn giao thông tại buổi lễ ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông ở trường Trung học cơ sở Trần Quang Diệu, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Với cách truyền đạt phù hợp của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã giúp các em học sinh nắm rõ hơn về các quy định về luật giao thông đường bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua buổi thầy nói hôm nay thì là em học hỏi được là khi mà tham gia giao thông thì phải đội mũ bảo hiểm, các biển báo khi tham gia giao thông và không được chạy xe mô tô gắn máy khi chưa đủ tuổi. Người tham gia giao thông thì phải làm những điều gì khi đang ngồi trên xe và phải chấp hành nội quy an toàn giao thông thật là đúng đắn. Cảnh tượng ùn tắc giao thông vào giờ tan học đã trở thành một hình ảnh quen thuộc ngày trước các cổng trường học tại khu vực có mật độ phương tiện và người tham gia giao thông cao, tiềm ẩn nguy cơ cho học sinh khi tham gia giao thông tại tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Mô hình cổng trường an toàn giao thông được xem là một trong những giải pháp giúp hình thành môi trường giao thông an toàn, thân thiện, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh. Ở nhà trường thì vừa qua thì cũng đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tỉnh là chuẩn bị cho cái chương trình lễ ra mắt về cái cổng trường an toàn giao thông và nhằm tuyên truyền cho các em học sinh chấp hành tốt cái an toàn giao thông trước cổng trường cũng như trên đường đi học về. Trong các giờ học thì lồng ghép vào các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thì quý thầy cô giáo được phân công nhiệm vụ thì cũng đã tiến hành hướng dẫn các em thực hiện tốt cái an toàn giao thông thông qua các cái hình thức như là các cái hoạt động ở trước cờ cũng như là trong lớp qua các tiết trong cờ v.v. Với mô hình này, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên hỗ trợ phối hợp với các trường trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, thành lập đội hình phản ứng nhanh, hướng dẫn giải tỏa ùn tắc tại cổng trường cho các thành viên trong mô hình. Phối hợp với trường lãnh đạo của công an xã và chủ tịch xã để triển khai cái kế hoạch cổng trường an toàn giao thông và triển khai đến các em học sinh, phụ huynh học sinh chở con em đi học một cách an toàn và tuyệt đối nhất. Đây là mô hình trọng điểm thuộc chương trình phối hợp số giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Trong thời gian tới, các đơn vị địa phương và các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông trên toàn tỉnh Đắk Lắk.